Xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh thân mến. Hôm nay thầy thay mặt nhóm toán 6 gửi các em phần ôn tập kiểm tra đánh giá học kỳ 2. Nội dung ôn tập gồm các bài như sau. Bài 1 thực hiện phép tính. Bài 2 tìm x. Bài 3 hình học. Bài 4, bài 5 và bài 6 là bài toán thực tế. Vị trí các bài có thể đổi thay đổi cho nhau ha. Ta bắt đầu vào bài 1, thực hiện phép tính gồm 4 câu A, B, C, D như trên màn hình. Các con có thể dừng màn hình lại và tự làm bài vào trong vở. Làm xong, các con kiểm tra lại kết quả trên video xem đúng hay sai. Con làm bài xong chưa? Ta xong bài giải câu A. 2 phần 3 trừ đi 3 phần 5 cộng 2 phần 15. Đây là cộng 3 phân số 0 của mẫu. Đầu tiên ta quy đồng lên. Sẽ học 10 phần 15 trừ đi 9 phần 15 cộng 2 phần 15. Làm từ trái qua phải. Kết quả bằng 1 phần 15 cộng 2 phần 15. Kết quả bằng 3 phần 15 và rút gọn thành 1 phần 5. Câu B, mở ngoặc 3 phần 2 trừ 1 phần 4, đóng ngoặc nhân 4 phần 15 cộng 2 phần 3. Ở đây phép có phép tính trừ, phép tính nhân, có phép tính cộng, nhưng có ngoặc thì ta phải ưu tiên làm trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Đáp án 3 phần mở ngoặc 3 phần 2 trừ 1 phần 4 đóng ngoặc nhân cho 4 phần 15 cộng 2 phần 3 bằng 6 phần 4 trừ 1 phần 4 đóng ngoặc nhân với 4 phần 15 không làm gì hạ xuống cộng 2 phần 3 không làm gì hạ xuống. Ta làm trong ngoặc trước kết quả bằng 5 phần 4 nhân cho 4 phần 15 cộng 2 phần 3 bằng 1 phần 3 cộng 2 phần 3 bằng 3 phần 3 rút gọn luôn bằng 1. Câu C, 7 phần 15 nhân cho trừ 6 phần 13 cộng 8 phần 15 nhân cho trừ 6 phần 13. Có phép tính nhân và phép tính cộng, ta làm nhân chia trước cộng trừ sau. Nhưng bài này đặc biệt hơn, ta phát hiện ra có trừ 6 phần 13 giống nhau ở hai phép tính nhân. Vậy ta có thể thực hiện phép tính nhanh. Đáp án 7 phần 15 nhân cho trừ 6 phần 13 cộng 8 phần 15 nhân cho trừ 6 phần 13 bằng trừ 6 phần 13 nhân mở ngoặc 7 phần 15 cộng 8 phần 15 đóng ngoặc bằng trừ 6 phần 13 nhân cho 1 bằng trừ 6 phần 13. Câu D, 1 phần 2 cộng 25% trừ đi 1 phần 4 nhân cho 1 phần 3. Ta thấy bài này gồm có phép tính cộng, phép tính trừ và phép tính nhân. Và có cần ta phải cần đổi các phép tính hỗn số và phần trăm ra phân số để tính. Ta làm nhân chia trước cộng trừ sau, nhưng phép tính đổi ra hỗn số và phần trăm ra phân số thì không ảnh hưởng gì đến kết quả của phép tính. Nên ta làm đồng thời 1 phần 2 cộng 25% trừ đi gì 1 phần 4 nhân cho 1 phần 3 kết quả bằng đổi hỗn số 1 phần 2 ra bằng 3 phần 2 đổi 25% ra thành 1 phần 4 rồi 1 phần 4 nhân cho 1 phần 3 bằng 1 phần 12 ta hạ xuống. Kết quả bằng 3 phần 2 cộng với 1 phần 4 trừ đi 1 phần 12 cộng 3 phân số không cùng mẫu. Ta quy đồng cả 3 phân số bằng 18 phần 12 cộng 3 phần 12 trừ 1 phần 12. Mẫu 12 ta giữ nguyên. Ta lấy 18 cộng với 3 trừ đi 1 bằng 20. Kết quả bằng 20 phần 12 và rút gọn thành 5 phần 3. Ta sang bài 2 tìm x.
gồm 3 câu A, B, C. Các con có thể cho dừng video lại và tự làm ở trong vở. Làm xong các con cho video chạy tiếp xem kết quả. Con làm bài xong chưa? Ta vào bài giải của câu A. X trừ đi 3 phần 5 bằng 1 phần 15. X bằng 1 phần 15 cộng 3 phần 5. X bằng 1 phần 15 cộng với 9 phần 15. X bằng 10 phần 15 rút gọn thành 2 phần 3. Ở đây ta có hai cái hiểu. Cái hiểu thứ nhất là gì? X là số bị trừ. Đằng trước dấu, đằng sau dấu trừ thì x là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ. Hoặc ta hiểu theo là trừ 3 phần 5 ở bên phía tay trái dấu bằng thì ta chuyển sang vế tay phải với dấu bằng. Thì chuyển vế đổi dấu trừ 3 phần 5 chuyển thành cộng 3 phần 5. Câu B. 4 phần 5 nhân x cộng 1 phần 3 bằng 2 phần 5. Rồi ta có lời giải như sau. 4 phần 5x bằng 2 phần 5 trừ đi 1 phần 3. 4 phần 5x bằng 6 phần 15 trừ đi 5 phần 15. 4 phần 5x bằng 1 phần 15. X bằng 1 phần 15 chia cho 4 phần 5. X bằng 1 phần 15 nhân cho 5 phần 4. X bằng 1 phần 12. Câu C. X phần 7 bằng 4 phần 14. Ta nhìn thấy ở đây áp dụng thì tính chất hai phân số bằng nhau. Hai phân số bằng nhau thì tích chéo bằng nhau. X nhân 14 bằng 4 nhân cho 7. X nhân 14 bằng 28. X bằng 28 chia 14. X bằng 2. Bài 3. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia OX. Vẽ hai tia OI và OZ sao cho góc XOI bằng 60 độ, góc XOZ bằng 30 độ. Trong 3 tia OX, OI, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? B. So sánh góc XOZ và góc IOZ. C. Tia OZ có là tia phân giác của góc XOI không? Vì sao? Đầu tiên con vẽ hình. Vẽ tia OX. Tiếp theo dùng thước đo độ. Đặt tâm của thước trùng với đỉnh của góc OX đi qua vạch số 0. Ở đây tia OX đi qua vạch số 0 ở vòng tròn ngoài, các con đếm ở vòng tròn ngoài góc XOZ bằng 30 độ, góc XOI bằng 60 độ. Ta vẽ XOI 60 độ. XOZ bằng 30 độ. Vậy ta đã hoàn thành hình vẽ. Câu A. Trong ba tia OX, OI, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại vì sao? Câu này quen thuộc của chúng ta rồi, ta có đáp án như sau. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX có góc XOZ nhỏ hơn góc XOI. Vì 30 độ nhỏ hơn 60 độ nên tia OZ nằm giữa hai tia OX và OI. Câu B. So sánh góc XOZ và góc ZOI. Muốn so sánh hai góc thì ta phải biết số đo của hai góc. Ở đây ta mới có biết số đo góc XOZ, còn góc ZOI ta chưa có nên ta phải tính góc ZOI trước là mới so sánh sau. Bạn làm như sau. Tia OZ nằm giữa hai tia OX và OI nên góc XOZ cộng góc ZOI bằng góc XOI. Góc ZOI bằng góc XOI trừ góc XOZ. Và góc ZOI bằng 60 độ trừ góc 30 độ bằng 30 độ. Người ta so sánh kết luận rằng vậy góc XOZ bằng góc ZOI bằng 30 độ. Câu C. Tia OZ có là tia phân giác của góc XOI không? Vì sao? Ta thấy ngay tia OZ là tia phân giác của góc XOI vì tia OZ nằm giữa hai tia OX và OI.
và góc XOZ bằng góc ZOY bằng 30 độ. Bài 4, lớp 6A có 48 học sinh được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 1/6 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại. Tính số học sinh trung bình. Các con có thể tự làm bài. Rồi, các con làm xong chưa? Ta thấy ngay rằng gì? Số học sinh giỏi của lớp chiếm 1/6 số học sinh cả lớp. Có nghĩa là gì? Số học sinh giỏi chiếm 1/6 của 48 học sinh. Vậy ta tính được số học sinh giỏi. Số học sinh khá bằng 5/8 số học sinh còn lại. Vậy ta sẽ gì? Tính số học sinh còn lại. Rồi gì? Sẽ là số học sinh khá sẽ là 5/8 của số học sinh đó. Số học sinh trung bình có thể là gì? Lấy số học sinh cả lớp trừ đi số học sinh giỏi trừ đi số học sinh khá. Bài giải như sau. Số học sinh giỏi của lớp 48 nhân cho 1/6 bằng 8 học sinh. Số học sinh còn lại là 48 trừ đi 8 bằng 40 học sinh. Số học sinh khá của lớp lấy 40 nhân cho 5/8 bằng 25 học sinh. Số học sinh trung bình lấy 48 trừ đi mở ngoặc 8 cộng với 25 bằng 15 học sinh. Lớp 6A có 15 học sinh trung bình. Bài 5. Một đoàn xiếc có 6 con khỉ chiếm 3/7 tổng số con thú trong đoàn. Hỏi đoàn xiếc có tất cả bao nhiêu con thú các loại? Đây là bài toán thuộc bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó. Các con nhớ quy tắc, muốn tìm một số biết m phần n của nó bằng a, ta tính a chia hết cho a chia cho m phần n. Bài giải như sau. Số con thú của đoàn xiếc có tất cả là, ta lấy 6 chia cho 3/7 bằng 6 nhân 7/3 bằng 14 con thú. Kết luận, vậy đoàn xiếc có tất cả 14 con thú các loại. Bài 6. Mẹ bạn Mai vào siêu thị mua 4 kg cam và 3 kg táo. Nhân dịp mùng 8 tháng 3, siêu thị có chương trình khuyến mại giảm giá 20% cho các sản phẩm cam và 15% cho các sản phẩm táo. Biết giá tiền ban đầu của 1 kg cam là 50.000 đồng và giá tiền ban đầu của 1 kg táo là 120.000 đồng. Hỏi số tiền mẹ bạn Mai cần phải trả là bao nhiêu? Bài giải như sau. Số tiền mẹ bạn Mai mua cam sau khi được giảm giá là 4 nhân cho 50.000 đồng nhân cho 100% trừ 20%. Và kết quả là gì? 160.000 đồng. Số tiền mẹ bạn Mai mua táo khi được giảm giá là 3 nhân với 120.000 đồng nhân cho 100% trừ đi 15%. Kết quả bằng 306.000 đồng. Vậy số tiền mẹ bạn Mai cần phải trả cho siêu thị là, ta lấy 160.000 đồng cộng 306.000 đồng bằng 466.000 đồng. Bài giảng của thầy đến đây kết thúc. Chúc tất cả các học sinh khối 6 đạt được kết quả tốt trong kỳ thi học kỳ 2 sắp tới. Thân ái chào các em.